Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 121 Mục vô hạ gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mục vô ngân nhìn theo hắn, ánh mắt có chút từ ái. Trong cung cũng chỉ có hắn khiến ta cảm thấy dễ chịu. Khương đào hoa sững sờ, tò mò hỏi, điện hạ vì sao lại nói như vậy? Ta nói với ngươi, tất cả đều là lời từ tâm. Kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, mục vô ngân nói, hiện tại trong số các hoàng tử, chỉ có Nam Vương là người hiểu chuyện và lễ nghĩa nhất. Hắn cũng không đùa giỡn quyền mưu, ta tự nhiên thích hắn nhất, nói cách khác, cũng là vì Nam Vương không gây uy hiếp. Vì vậy, hắn có thể ôn tồn nói chuyện với hắn. Sau một lúc, đào hoa cần trọng hỏi, nếu một ngày nào đó Nam Vương cũng tham gia tranh giành ngôi vị thì sao? Mặt biến sắc, mục vô ngân mím môi, vậy thì hắn cũng không khác gì những hoàng tử khác. Gật đầu, Khương Đào Hoa xem như hiểu ra, thái tử đối xử tốt với Nam Vương, không phải vì quan hệ huyết thống, mà là vì lợi ích không xung đột, nên có thể chung sống hòa thuận. Mục vô ngân có thể thật lòng với nàng, nhưng với người khác. Vẫn đầy toàn tính và đề phòng, mục vô hạ rời khỏi Đông Cung mới mở ra lá thư đào hoa đưa cho hắn. Thiếp biết vương gia không muốn đi con đường không chính đáng, dẫm lên người khác để đạt được vị trí. Nhưng trong cuộc tranh giành, từ trước đến nay đều là gió tanh mưa móng. Thiếp hiện tại phản bội tướng gia để nhảy vào phe thái tử, tự có tính toán, không phải là muốn đối nghịch với tướng gia và vương gia. Nếu vương gia có thể coi thiếp là người cùng phe, khuyên tướng gia từ bỏ mưu sát tâm, thiếp sẽ hết lòng ủng hộ vương gia không ngần ngại phục vụ hơi sững sờ mục vô hại nhíu mày khương thị dù sao cũng chỉ là nữ tử nhưng lại chủ động dấn thân vào cuộc tranh giành này chẳng phải là muốn chết sao tuy nhiên theo nội dung trong thư dù nàng không tìm cái chết thẩm tại giã cũng không tha cho nàng một khi đã gả cho người khác mà lại nhảy vào vòng tay khác thẩm tại giã không thể nhẫn nhịn cơn giận này nên việc ra tay là hợp lý khương thị hiểu được kết cục này nên quy phục hắn, tỏ rõ lập trường, nhờ hắn khuyên bảo thẩm tại giã. Thật là oan nghiệt, mục vô hạ thở dài, cất kỹ lá thư, ngước nhìn trời và nói, đột nhiên ta cảm thấy chưa trưởng thành cũng tốt, không phải đối mặt với những chuyện tình cảm này. Thị vệ bên cạnh hoàng hồn, vương gia, chừng hai năm nữa ngài cũng nên lập chính phi rồi. Ánh mắt kỳ lạ liếc hắn một cái, tiểu vương gia nghiêm trang nói, ngươi xem thầm thừa tướng của các ngươi, thông minh như vậy nhưng bị chuyện tình cảm làm cho mất hết cả nửa cây mạng, các ngươi còn nhẫn tâm muốn bản vương lập phi. Không phải nói vậy đâu vương gia, lập phi mới có thể. Người im miệng đi, mục vô hạ nghiêm túc nói, có hai người này làm gương, bản vương thà chết cũng không lập phi. Thị vệ im lặng, nghĩ thầm cần trở về nói chuyện với thừa tướng một chút, nếu vương gia không lập phi, vậy sau này con nối dòng làm sao? thẩm tại giã nhanh chóng nhận được thư từ Nam Vương, nhìn chữ trên đó, hắn cười lạnh, khương đào hoa, thật là lợi hại. Nhanh như vậy đã biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, còn bóp được quân bài của Nam Vương. Thật đáng sợ, thực sự rất đáng sợ, ngài định làm thế nào? Tự Yến Quy xem qua thư, ta thấy nàng nói có lý, cũng có thể giúp Nam Vương không ít việc. Người còn không thấy rõ tâm tư của nữ nhân này sao? Thẩm tại giã cười khẩy nàng chỉ đang hóng gió dưới tán cây của nam vương giúp nam vương xong sẽ đặt điều kiện khác để vô hạ đáp ứng nàng nói cho cùng nàng có việc riêng cần làm nhất định phải mượn con đường của nam vương thôi tử yến quy sững sờ suy nghĩ cẩn thận rồi nói vậy thì sao dù sao mục tiêu của chúng ta giống nhau về phần sau khi đạt được mục tiêu mỗi người muốn gì đến lúc đó sẽ bàn thái tử đã sắp đặt một loạt kế hoạch nếu có khương đào hoa bên cạnh bọn họ sẽ tiết kiệm được không ít công sức. Thương vụ này hoàn toàn không lỗ. Thẩm tại giã có chút bực bội, vò tờ giấy nói, ý ngươi là, thực sự để nàng dùng mỹ nhân kế đối với thái tử. Cái này phải xem nàng muốn làm thế nào. Tử Yến quỳ nhún vai, ngươi coi nàng như người chết cũng tốt, dù sao cũng định giết nàng. Vậy sao lại giống nhau? Thẩm tại giã hi mắt, chỉ tay lên đầu mình, ngươi thấy ánh sáng xanh này không? Thấy, rất đẹp tự yến quy nghiêm trang gật đầu thấy chủ nhân mình không vui trạm lô khôn ngoan liền nhảy ra cửa để lại tự yến quy bị đuổi theo trong phòng liên tục cầu xin tha thứ ta nói giỡn thôi người muốn khương đào hoa thủ tiết vì ngươi cũng được mà chuyện như vậy dễ thương lượng mà để nữ nhân đó thủ tiết thẩm tại giã cười lạnh thà để con thỏ ăn thịt còn hơn một kiếm đặt ngang cổ tự yến quy thẩm tại giã đột nhiên nhớ ra điều gì thu kiếm lại nhớn mày nói việc này cũng không phải không thể dù sao tình hình hiện tại cũng không thể tệ hơn nữ nhân kia hận ta tận xương tất nhiên không chịu hồi phù vậy để nàng ở bên cạnh thái tử đi người không ghen sao tự yến quy có chút ngạc nhiên ai ghen thẩm tại giã nhíu mày mặt đen lại đây là vấn đề tôn nghiêm của nam nhân không liên quan gì đến việc ghen tuông tự yến quy chập lưỡi hai tiếng lắc đầu thở dài về khoản vịt chết cứng mỏ này tướng gia và khương nương tử thật là một đôi trời sinh quay đầu lại thẩm tại dã hừ lạnh một tiếng mở cửa đi ra ngoài đào hoa trong công uống không ít thuốc bổ sức khỏe đã khá hơn mục vô ngân vui mừng nhìn nàng thấp giọng nói dưỡng thêm hai ngày nữa người có thể thị tầm thân thể khẽ cứng lại đào hoa cười khan hai tiếng dù nàng rất phiền thẩm tại dã nhưng thân thể là của mình nàng không thể lãng phí vì giận hắn, cũng không có ý tưởng thị nhị chủ, chỉ có thể gặp sao ứng vậy. Trong thư phòng đang nghị sự, mục vô ngân không bảo nàng tránh đi, để nàng đứng bên cạnh. Các mưu thần có chút phê phán kín đáo, mục vô ngân nói, không sao, nàng không biết chữ, cũng sẽ không đi nói lung tung. Đào hoa cố gắng giả vờ không biết chữ, nhưng mắt vẫn thấy rõ những thứ trước mặt hắn. Bản đồ của Du Vương Phủ, một mưu thần thấp giọng nói, Điện hạ, việc quan trọng, người biết càng ít càng tốt, vị cung nữ này. Mục vô ngân bất đắc dĩ nói, các người coi như nàng không tồn tại là được. Đào hoa cười, hành lễ, nô tỳ sẽ không quấy dày, đi chuẩn bị ăn trưa, điện hạ và các vị đại nhân cứ tiếp tục. Người không cần đi, mục vô ngân mím môi, nghiêm túc nói, ta tin ngươi. Người này thật sự trước sau như một không rõ người, đào hoa lắc đầu, cười hành lễ lui xuống. Mục vô ngân nhìn, có chút thất vọng, lâu sau mới tiếp tục nghị sự cùng mọi người. Mục vô ngân đã là thái tử, vẫn còn nghĩ ngoại trừ du vương, loại chủ ý tồi tệ này nhất định là do thẩm tại giã bày ra. Du vương thực ra không tạo ra bao nhiêu uy hiếp, nhưng nếu mục vô ngân ra tay, hắn sẽ mang tội danh giết hại huynh đệ. Tội danh này dù không đến mức làm hắn bị phế chuất, nhưng hoàng đế nhất định sẽ có cân nhắc. Đang suy nghĩ, có công nhân đi qua, nói khẽ, thừa tướng đồng ý, cô nương cứ chờ. Khương đào hoa nhẹ nhàng cười, không thay đổi sắc mặt tiếp tục đi tới. Bỏ qua chuyện tình cảm, nàng và thẩm tại giá thực sự hợp tác tốt nhất, hai bên hiểu rõ, cùng lòng dạ độc ác. Hợp tác cùng nhau cũng rất lợi hại. Tối đó, mục vô ngân vẫn ngồi trong phòng nàng nói chuyện. Đào hoa nhìn hắn một lúc lâu, thấp giọng nói, điện hạ trông có vẻ không khỏe, có chuyện gì khó xử chăng mục vô ngân cau mày nói ta muốn đi một nơi nhưng nơi đó bảo vệ rất nghiêm ngặt lại có nhiều võ lâm cao thủ giờ phải làm sao đây đào hoa cười mời một người lợi hại hơn võ lâm cao thủ không phải tốt sao nói thì dễ nhưng ta chưa từng biết võ lâm cao thủ lợi hại mục vô ngân lo lắng nếu một kích không trúng hậu quả sẽ vô cùng nhìn hắn nghiêm túc một lúc đào hoa hỏi ngài nhất định phải đi nơi đó phải mục vô ngân không do dự gật đầu nếu không đi hậu quả sẽ rất tệ thật là có cái nhẫn tâm của đế vương dù là huynh đệ ruột chính mình đã ngồi vững ở vị trí thái tử vẫn không muốn cho người khác con đường sống người như vậy thích hợp làm đế vương nhưng sẽ không là một đế vương tốt đào hoa cười khẽ giả vờ không hiểu gì thấp giọng nói nô tỳ chỉ là nữ nhân không biết làm sao cho đúng nếu điện hạ khó xử chẳng phải còn có thừa tướng sao Đúng vậy, còn có thầm tại giã. Mục vô ngân đôi mắt sáng ngời, đứng dậy đắp chăn cho nàng. Ngươi ngủ trước, ta trở về chủ điện. Được, đào hoa gật đầu, nhìn hắn vội vã ra ngoài, ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ. Kết quả chuyện này nàng không cần đoán, thầm tại giã bên cạnh có tử yến quy tới vô ảnh đi vô tung, giao cho hắn, dù vương chắc chắn phải chết. Đúng là chắc chắn phải chết, chưa đến trưa hôm sau ngoài cung đã truyền đến tin giữ du vương đã chết hoàng đế bệnh tật tức giận lập tức phái người phong tỏa du vương phủ truy xét hung thủ mục vô ngân sáng sớm đã ra khỏi cung an ủi người du vương phủ còn thẩm tại dã thừa dịp cơ hội này vào cung đem một ít chứng cứ đặt lên bàn hoàng đế vì thần không dám nói bừa nhưng vật này được tìm thấy trong du vương phủ cụ thể là ai gây ra còn cần điều tra thêm trên bản đồ gia dê rõ ràng cho thấy gì đó trong cung, trên đó còn có dấu của tư tông phủ. Vương gia xuất cung mở phủ, bản đồ trong phủ đều ở tư tông phủ, không dễ dàng lấy ra. Nhưng hung thủ rõ ràng đã lấy được bản đồ này, nên mới có thể dễ dàng vào du vương phủ giết người. Hò khan hai tiếng, hoàng đế nhìn thầm tại giã, ái khanh cảm thấy, trong cung ai có khả năng lấy bản đồ này ra. Thầm tại giã cúi đầu im lặng, hoàng đế chỉ hỏi vậy thôi nhưng trong lòng đã rõ ràng đáp án. Thái tử giám quốc, ở Đông Cung, chỉ có hắn có khả năng và cơ hội lấy được thứ này ra. Cười nhẹ hai tiếng, hoàng đế trong mắt đầy cảm thán, chẫm liều mạng bảo vệ vô cấu, không ngờ hắn vẫn không chịu buông tay. Có một hoàng tử như vậy, đại ngụy của ta là may mắn hay bất hạnh? Chương 122. Hắn làm vua, coi trọng nhất là tình thân, vì tin rằng máu mủ là thân thiết nhất và sẽ không bị phản bội nhưng chiêu thức của mục vô ngân khiến lòng hắn lạnh đi một nửa ngay cả đệ đệ ruột của mình cũng nhẫn tâm ra tay vậy nếu sau này mình cản đường hắn hắn sẽ làm gì đây người thông minh như thầm tại giã sẽ không nói gì vào lúc này hoàng đế tự mình tỉnh táo suy nghĩ một lúc rồi nói không có gì cả hậu sự giao cho vô ngân hắn cùng người của vương phủ trai giới một tháng ngừng cao múa, xa lánh nữ sắc, tĩnh tâm chép kinh văn. Thần tuân chỉ, thẩm tại giá cúi đầu nhận lệnh, không nói thêm câu nào, rồi lui ra ngoài. Hắn sẽ không đối đầu với thái tử vào lúc này, chỉ mong rằng trong lòng hoàng đế nảy sinh hiềm khích với thái tử, và điều quan trọng nhất là để thái tử túc trực bên linh cữu. Mục Vô Ngân đang tận hưởng niềm vui khi tiêu diệt được đại hòa cuối cùng, đột nhiên nhận thánh chỉ phải trai giới túc trực bên linh cữu không được xem cao múa còn phải xa lánh nữ sắc tại sao hắn nhíu mày hỏi thẩm tại dã phụ hoàng nghi ngờ ta sao không thẩm tại dã lắc đầu hoàng thượng nghe tin tức xong không nói gì chỉ quyết định như vậy chắc là vì quá đau lòng nên để thái tử giúp đỡ tận tâm sắc mặt mục vô ngân rất khó coi suy nghĩ một lúc lâu thấp giọng nói hắn không coi trọng ta nhất nên dù hoàng tử bị giam cầm chết vẫn tiếp tục trách cứ ta. Thái tử sao lại nghĩ vậy? Thẩm tại giã lắc đầu nói, nếu không coi trọng ngài, hoàng thượng sao lại lập ngài làm thái tử? Đó không phải là công lao của thừa tướng sao? Mục vô ngân nheo mắt, nếu phụ hoàng không bệnh, tương lai thái tử sẽ thuộc về ai? Còn chưa chắc đâu. Thẩm tại giã im lặng, mục vô ngân càng nghĩ càng giận, lẩm bẩm có phải hắn biết gần đây ta thu nhận người trong cung? lại bắt ta không gần nữ sắc. Đang định để Mộng Nhi thị tầm, nhưng một tháng này là kỳ tang, Mộng Nhi chẳng phải phải làm cung nữ thêm một tháng nữa sao? Điện hạ xin bớt giận, đào hoa bưng nước trà đến, nhẹ giọng nói, du vương qua đời, theo lý ngài cũng nên trai giới thanh tu. Thẩm tại giã liếc nhìn nàng, thấy nàng rót trà vào ly, đột nhiên nhớ lại lần trước nàng pha trà cho mình. Nước trà đó hắn thật sự ghét, không dễ uống, Đối với người bình thường có thể chấp nhận, nhưng quý nhân uống vào thì hơi thiếu chút tinh tế. Như Mục Vô Ngân năm ly trà lên nhấp một ngụm, mặt mày giãn ra, mỉm cười nói: "Trà nghệ của ngươi cũng không tệ." Điện hạ quá khen, Đào Hoa vuốt cằm, đứng bên cạnh hắn cúi đầu cười nhẹ, làm người ta thư thái. Mục Vô Ngân nghĩ lại cũng liền không tức giận, chỉ nhìn nàng nói: "Chờ bản cung một tháng, một tháng sau sẽ phong ngươi làm trắc phi." Được, nhu mì gật đầu đáp, đào hoa nhẹ giọng nói, chỉ cần điện hạ trong lòng có nô tỳ đợi bao lâu cũng không sao. Vậy thì chờ cả đời đi thôi, thẩm tại giá cười lạnh, liếc nhìn nàng nói, giờ hồ ly tinh đều biết nói vậy sao? Đào hoa sững sờ, không ngờ thẩm tại giá lại làm khó nàng trước mặt mục vô ngân, liền vô tội nhìn hắn, nô tỳ đã làm gì chọc thừa tướng mất hứng. Làm công nữ thì phải biết bồn phận thẩm tại dã nói, ngay trước mặt ngoài thần mà còn dám quyến rũ thái tử, chẳng phải là quá phận sao? Khóe miệng nhếch lên, đào hoa cúi đầu nhìn mình, rồi nhìn hắn, thừa tướng thấy nô tỳ quyến rũ thái tử ở chỗ nào? Còn không gọi là quyến rũ, nghe những lời này, như thể tối nay phải thị tầm. Còn nói chỉ cần điện hạ trong lòng con nô tỳ, không biết mặt mũi ở đâu mà nói ra lời này. Thẩm tại dã nheo mắt, định mở miệng, nhưng Mục Vô Ngân đứng lên chắn giữa hai người, cười nói: "Thừa tướng, Vô Ngân đã theo lời ngài, để Mộng Nhi làm cung nữ, ngài đừng làm khó nàng nữa." Vô Ngân biết ngài vì đại cục suy nghĩ, nhưng Mộng Nhi vô tội. Mộng Nhi vô tội ở sau lưng hắn là mặt quỷ với Thẩm Tại Dã, trợn trắng mắt, miệng không tiếng động mấp máy: "Ngươi..." Cắn, "Ta a." À. Thẩm Tại Dã mặt tối sầm, cắn răng nhìn nàng hận không thể kéo nàng ra xé nát. Nhưng thái tử vẫn ở đây, hắn chỉ có thể đứng lên nói, thanh y đã truyền đạt, thẩm mộ đi trước cáo từ. Tư. Thừa tướng đi thong thả, mục vô ngân vội vàng tiễn hắn ra ngoài, rồi trở lại nhẹ giọng trách đào hoa, sao ngươi lúc nào cũng không thể hòa thuận với thừa tướng. Hắn mỗi lần đều nhớ cách giết nô tì, đào hoa cúi mắt, nếu không có điện hạ ở đây, thù này không đội trời chung, nô tì phải báo đừng dính vào mục vô ngân nhíu mày hắn là người rất quan trọng với bản cung sau này nhiều việc phải nhờ vào hắn ngươi đừng gây xung đột với hắn nàng cũng không muốn đào hoa bĩu môi tốt nhất đừng gặp lại mỗi người làm việc của mình đỡ phải nhìn thấy nhau mà ghét thẩm tại giã tức giận rời cung về phủ bước vào cửa chính của tướng phủ ngẩng đầu nhìn xung quanh thiếu người gây họa này toàn bộ tướng phủ yên tĩnh hơn hẳn không ai dám lại gần hắn cũng không ai dám cãi lại hắn, lại không ai dám tính kế hắn, khiến hắn đứng ngồi không yên. Thật tốt, đây mới là tướng phủ bình thường, là nơi hắn kiểm soát. Mấp máy môi, hắn bước vào trong, đi không xa lại phát hiện phương hướng không đúng. Dịch xong ngây ngốc mới. Chủ tử, chạm lô rẻ giặt nói, đó là hướng tranh xuân các, chúng ta nên về lâm vũ viện. Ta biết, thẩm tại giã nhíu mày, thấp giọng nói, ta chỉ muốn đi trước xem ôn thanh các một chút, không phải tranh xuân các. Chạm lô cúi đầu, nghĩ thầm ngài cứ coi như người khác đều ngu ngốc, ngài vui vẻ là được rồi. Kiên trì đi đến ôn thanh các, vừa đẩy cửa ra, đã thấy cố hoài nhu trong sân cung kính hành lễ, ra. Đáp một tiếng, thầm tại dã đi vào ngồi xuống, liếc nhìn nàng nói, gần đây sao ngươi lại trầm lặng thế? Có chuyện gì không vui sao? Cố Hoài Nhu mặt ù mày trao, Khương Nương Tử nói dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh, hôm qua thiếp gửi tin, không biết có tin tức gì không. Trong viện này thiếu nàng, thiếp cảm thấy trông rỗng. Vài người trong sân không tranh giành, tướng gia cũng không đến hậu viện. Nhiều người nghĩ rằng nếu không có Khương Đào Hoa, ân sủng sẽ thuộc về họ. Nhưng hiện tại mới phát hiện, dù không có Khương Đào Hoa, ân sủng cũng không rơi vào họ. Rõ ràng còn là mùa hè nhưng tướng phủ lại tịch mịch như mùa thu đã tới. Thẩm tại giã mím môi, thản nhiên nói, người trong hậu viện lui tới nhiều như vậy, sao ngươi lại chỉ treo khương đào hoa trong lòng? Cố hủy nhu sững sờ, nhìn hắn, lời này, ra đang hỏi chính mình sao? Từ khi khương thị đi, hắn bệnh nặng, đến giờ vẫn còn ho khan, mỗi ngày sắc mặt không tốt, đêm cũng không ngủ được. Nếu không đặt khương thị trong lòng, thì vì cái gì? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 123. Thẩm tại giã không hài lòng nói, ta đang hỏi ngươi. Nhìn hắn với ánh mắt tò mò, cố hoài nhu nhỏ giọng nói, Khương Nương Từ là người rất tốt, thiếp thấy nàng cũng bình thường thôi. Những ngày nàng quản lý có xảy ra vài chuyện, nhưng trong phủ sống ổn định hơn nhiều, không ai bị cắt lương, cũng không ai bị ức hiếp. Thiếp nghe không ít đầy tớ cũng khoe. Đủ rồi, thẩm tại giã nhíu mày nhìn nàng một cái rồi nói ngươi cần gì nói tốt về nàng nhiều như vậy thiếp không chỉ nói tốt thôi chỉ là sự thật cố hủy nhu nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng rồi nói khương nương tử đâu có làm sai gì cần gì thiếp phải nói tốt cho nàng thẩm tại giã cúi mắt xuống lúc này hắn mới nhớ ra rằng khương đào hoa chỉ đi lên núi dưỡng bệnh chưa từng trở lại hậu viện ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi đứng dậy hắn mặt không đổi sắc liền đi ra ngoài đừng để ta nghe nhắc đến nàng nữa cố hồi nhu ngạc nhiên cầm khăn cúi chào hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra sao đang yên ổn khương nương từ lại thất sùng thẩm tại giã trở về lâm vũ viện bình tâm lại và tiếp tục xem công văn hắn còn rất nhiều việc phải làm không thể để khương đào hoa chi phối quá nhiều tâm trí nàng cũng chỉ là một người phụ nữ có thể sử dụng thì dùng không thể thì để khi khác chủ tử chạm lô đẩy cửa bước vào, phòng bếp vừa làm xong điểm tâm, ngài dùng chút ít đi. Dùng xong rồi uống thuốc. ngẩng đầu nhìn khay điểm tâm, thầm tại giã khẽ nhíu mày, đây là cái gì? cúi đầu nhìn kỹ trong khay bánh hoa đào, chạm lô nhắm mắt nói, bánh hoa bình thường. Lúc lấy ra, hắn cũng không chú ý, phòng bếp làm điểm tâm theo khẩu vị của tướng gia bình thường hắn thích ăn gì, phòng bếp làm cái đó ai ngờ đám người kia lại biết làm cái này. Hừ lạnh một tiếng, thầm tại giã nghiêm nghị nhìn chạm lô nói, ta chỉ nói một lần, ngươi lập tức hành động, vứt hết tất cả những thứ liên quan đến Khương Thị ra khỏi phủ này. Ai còn nhắc đến nàng trước mặt ta hoặc mang thứ gì liên quan đến nàng, ta sẽ hỏi ngươi. Vâng, mồ hôi lạnh toát ra, chạm lô nhanh chóng đáp, lập tức tìm người khóa tranh xuân các, cấm tất cả sách dạy nấu ăn liên quan đến Khương Thị bận rộn từ trong ra ngoài rất lâu. Trong lòng thầm tại giá hoàn toàn yên tĩnh, khi ra cửa lần nữa, nhìn thấy phủ tướng quân trống trải. Cũng tốt, hắn cảm thấy người như khương đào hoa đầy dẫy u ác tính nên đào bỏ đi, tránh để lan rộng, gây thành mối họa lớn hơn. Chạm lô làm rất tốt, cần được tường thương. Nhưng đêm đó, khi hắn chuẩn bị đi ngủ, suy nghĩ này hoàn toàn biến mất. Gối đầu đâu? nhìn chiếc gối thêu hoa mới trên giường, thẩm tại giã lạnh lùng nhìn chạm lô, đã đi đâu? Chạm lô run rẩy nơm nớp lo sợ nói, không phải ngài đã bảo vứt hết những thứ liên quan đến vị kia sao? Gối đầu đó tự nhiên, tự nhiên cũng liên quan chứ, còn là khương nương tử tự tay thêu, hắn không ngủ được nếu thiêu nó, chuyện này không nhớ sao? Kéo người đến trước mặt, thầm tại giã thấp giọng nói, ta bảo ngươi vứt những thứ khác, không phải gối đầu đó tìm lại cho ta. Chạm lô ngẩn người, nghĩ thầm mình thật oan ức, chủ nhân này ngay từ đầu đã nói là vật sở hữu, không loại trừ gối đầu đó ra ngoài. Nhưng mệnh lệnh của chu tử, dù vô lý cũng phải nghe, hắn chỉ có thể chịu ánh mắt lạnh như băng của thầm tại dã nhanh chóng chạy đi tìm người. Đại nhân, gối đầu đó ngài bảo ném, chúng tôi không dám giữ lại. Người dưới vẻ mặt vô tội nói, đã đưa cho tên ăn mày đi ngang qua phủ giờ tìm ở đâu được? Đưa cho tên ăn mày, chạm lô định mắng họ, nhưng lại cảm thấy lạnh sống lưng. Thẩm tại giã mặc trường bào màu đen, lạnh lùng nói, theo ta ra ngoài tìm, tìm không được, tối nay người cũng đừng ngủ. Vâng, con người, đôi khi kỳ quái như vậy, rõ ràng tự mình quyết định, nhưng lúc nào cũng hối hận. Người bình thường hối hận thì tự chịu trách nhiệm, nhưng thẩm tại giã, hễ hối hận người bên cạnh khó tránh khỏi gặp nạn. Trời đã tối, trên đường không có ai. Thẩm tại giá cưỡi ngựa đi khắp các mõ hẻm. Trạm lô đi theo, rất muốn nói hắn không cần tự mình ra ngoài, nhưng biết gần đây chủ tử nhà mình không ngủ được, nên đành đi theo. Đi chưa bao lâu, đã thấy tên ăn mày nhỏ ôm chiếc gối, đang định ngủ ven đường. Thẩm tại giã nhanh nhẹn, phi thân qua đoạt lại chiếc gối. Người làm cái gì, tên ăn mày nhỏ nóng này? kéo áo hắn, đó là gối của ta, trả lại cho ta. Chạm lô vội kéo hắn ra, nhưng tên ăn mày nhỏ rất quật cường, ôm chân thầm tại dã không buông, thậm chí còn cắn, trả lại cho ta. Đây là đồ của ta, thầm tại dã nhíu mày. Ngươi, ngươi không cần, đã cho ta, là đồ của ta. Tên ăn mày không chịu, cả đồ của ăn mày ngươi cũng đoạt. Đầu hơi đau, thầm tại giã lấy bạc vụn đưa hắn, cho ngươi cái này được không? Trả gối lại cho ta. Ta không, tên ăn mày quật cường nói, ta thích cái gối đó, người đã ném rồi, đoạt lại làm gì? Chạm lô hoảng sợ, nhìn ánh mắt của chủ tử, sợ hắn rút kiếm chém tên ăn mày, vội vàng muốn kéo tên ăn mày ra. Ai ngờ, sau một hồi im lặng, thầm tại giã lại nói, ta cũng rất thích cái gối này, người khác ném, không phải ta ném. Tên ăn mày sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt khó xử hỏi ngươi thật sự thích đúng vậy vậy mím môi hắn cuối cùng buông tay vậy thì trả lại cho ngươi nhìn tên tiểu tử vô cùng bẩn thỉu dưới chân thầm tại giã dịu giọng thấp giọng nói chạm lô dẫn hắn về phủ thừa tướng chủ tử chạm lô kinh ngạc mang tên ăn mày này bảng tướng quân gần đây không nói thiếu đồ đệ sao đưa hắn một cái đi trợn mắt há hốc mồm, chạm lôi nhìn chủ tử ôm gối đầu, vội vàng ôm tên ăn mày lên ngựa mang về. Tìm lại được gối đầu, thầm tại giã thay quần áo rồi nằm xuống, ngoài ý muốn ngủ ngon giấc. Hắn đã lâu không ngủ ngon, chạm lô không nỡ gọi hắn dậy, đợi đến khi hắn tự mở mắt, bên ngoài đã là sáng ngày thứ ba. Ta ngủ bao lâu, vườn vai một lần, thầm tại giã hỏi. Chạm lô nhỏ giọng đáp, một ngày hai đêm. Ừ, không lạ gì mà tinh thần dư thừa như vậy. Không trách hắn, tâm trạng thầm tại giã cũng không tệ, nhận sắp công văn mở ra, hơi nhíu mày, hoàng thượng bảo hàng vương đi tuần tra ngoại ô khác tu hành cung. Vâng, chạm lô nói, khi ngài nghỉ phép, hoàng thượng đột nhiên ra chỉ, thái tử bên kia cũng mới biết hôm qua, có chút tức giận. Có thể không tức giận sao, dù vương vất vả mới chết, ai biết phía sau còn có hàng vương. Thẩm tại giã cười khẽ hợp văn thư, thản nhiên nói, phủ bên trong vị trí nương tử không phải trống nhiều sao. Đưa cổ thanh ảnh và nam cung cầm làm nương tử đi. Nô tài hiểu rõ, hàng vương luôn luôn an phận trầm ồn, mình đức đế bị mục vô ngân giết du vương khiến hắn phải nghĩ nhiều phương án. Nói đến, bây giờ hắn nhìn hàng vương, lại thấy thuận mắt hơn mục vô ngân. Đông cung, mục vô ngân cùng các mưu thần đã thương nghị một phen, đang đau đầu nằm trên giường suy nghĩ. Đào hoa đi qua nhẹ giọng hỏi, điện hạ sao thế? Bản cung đột nhiên cảm thấy, con nối dòng nhiều thật không phải chuyện tốt. Mục vô ngân thản nhiên nói, không có cái này thì có cái khác, bên cạnh đông cung toàn là người dòm ngó, thật là không thoải mái. Thánh thượng có nhiều con nối dòng, có người mưu toan tranh quyền cũng là hợp tình lý. Ngồi trồm hổm bên giường, đào hoa cười nói, Nô tỳ không hiểu sự việc, nhưng thường nghe người đọc sách nói, cách tốt nhất để diệt kẻ địch là biến kẻ địch thành bạn. Hơi sững sờ, Mục Vô Ngân mở mắt nhìn nàng, lời này có ý, nói thế nào? Nô tỳ cũng không rõ lắm, Đào Hoa cẩn thận suy nghĩ rồi nói, nhưng chắc là nói, người nào đó lo lắng tương lai sẽ đối địch với mình, không bằng biến hắn thành bạn, như vậy sau này sẽ không đối địch. Biến thành bạn sao? Mục Vô Ngân thở dài, giữa hoàng tử ai có thể thực sự làm bạn ngài lúc trước không phải còn khen nam vương sao đào hoa tò mò hỏi hắn không đáng tin nam vương mục vô ngân trầm mặc một hồi cẩn thận suy nghĩ rồi thấp giọng nói nam vương trước đây đi ngô quốc trở thành hạt nhân phụ hoàng không ưa thích hắn nhưng đứa bé kia có một thân chính khí đáng tin thì đáng tin nhưng giao hữu với hắn bản cung không thấy có lợi gì đào hoa cười đưa tay điểm hương an thần bên cạnh, nô tỳ không hiểu tâm tư của các đại nhân vật. Nhưng nếu là nô tỳ, nô tỳ sẽ sớm giúp Nam Vương một phen, cầu xin hắn ngày sau ủng hộ mình. Dù sao hắn không phải là người thích hợp làm thái tử, không có uy hiếp gì với vị trí đông cung. Thay vì đưa cho người khác, không bằng giữ lại cho mình. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, mục vô ngân xoay người dậy, vỗ nhẹ chân mình. Đúng vậy, lý lẽ đơn giản như vậy, sao bản cung không nghĩ ra? Nói xong, vừa vui mừng nhìn đào hoa rồi nói, ngươi mặc dù không hiểu gì, nhưng lần này lại nhắc nhở bản cung, lát nữa bản cung sẽ bảo người đưa thưởng cho ngươi. Đào hoa vẻ mặt vô tội, nhìn hắn ra ngoài, rồi mới đưa tay che mặt. So chiếu với người như thầm tại giã đã lâu, mới phát hiện người khác sao dễ gạt như ngốc tử. Khiến nàng ngượng ngùng, Nam Vương không có nửa điểm sai lầm, chỉ vì người bên cạnh hoàng đế không có ai giúp hắn nói lời hữu ích, nên hoàng đế luôn có khúc mắc. Hiện tình thế, thẩm tại dã không thể giúp đỡ Nam Vương rõ ràng, cách tốt nhất là để thái tử kéo hắn một phen trước. chương 124 Hoàng đế cố ý nâng đỡ hàng vương, mặc dù không biết vì lý do gì, nhưng điều này rõ ràng gây áp lực không nhỏ cho thái tử. Sau khi hoảng loạn, thái tử nghe theo lời đào hoa và đến chỗ hoàng đế để thỉnh an. Mình đức đế còn đang dưỡng bệnh, khi thấy thái tử đến, sắc mặt không mấy vui vẻ, sao lại có thời gian đến đây? Mục vô ngân tiến lên hành lễ và nói cung kính, phụ hoàng long thì còn chưa hồi phục, nhi thần tự nhiên muốn thường xuyên qua thăm. Hoàng đế khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thái tử, với tính tình của ngươi, vô sự bất đăng tam bảo điện, nói thẳng đi. Mục vô ngân cười nhẹ, chắp tay nói, Tần Phụng Thường đã sớm chuẩn bị lễ Thanh Minh, hậu cung nữ quyến dù đã qua đời hơn 10 năm đều muốn tham gia lễ. Khi Nhi thần đọc hồ sơ, phát hiện một cái tên, không biết có nên ghi vào danh mục quà tặng hay không. A, à, mình đức đế nhướng mày, tên gì? Thục Phi Sở thị. Hoàng đế hơi sững sờ, sắc mặt càng thay đổi, thoáng không vui nhìn thái tử và nói, người như vậy mà ngươi cũng hỏi chấm, ngươi có làm được việc hay không? Sở Thục Phi chính là mẹ đẻ của Nam Vương, trước đây bị đưa đến Ngô Quốc làm con tin nhiều năm, hai năm trước mới trở lại đại ngụy, ai ngờ lại bệnh chết. Có đồn đại nói nàng yêu Hoàng đế Ngô Quốc, nên không muốn phục vụ Hoàng đế nữa, dẫn đến việc tự sát. Đối với loại phụ nữ bất trung bất trinh như vậy, Minh Đức Đế cực kỳ chán ghét, nhưng không có chứng cứ thực tế, chỉ có thể coi như nàng không tồn tại. Linh vị của nàng cũng không được cung phục ở chùa miếu, và nam vương cũng không được chào đón lễ thanh minh đương nhiên không đến lượt nàng nhi thần chỉ là làm việc cẩn thận nên mới nghĩ đến hỏi phụ hoàng mục vô ngân nói lúc trước sở thục phi chịu oan khuất mà chết oan tình không được minh oan hiện giờ hài cốt đã lạnh vẫn chưa ai dám lật lại bản án cho nàng nhi thần cả gan cầu xin phụ hoàng điều tra kỹ về cái chết của sở thục phi hoan đường Hoàng đế giận dữ, người đường đường là thái tử, không chuyên tâm vào triều chính, lại đi quản chuyện hậu cung của chấm. Sở Thục Phi đã chết hai năm rồi, còn có gì để cha? Cha thì có ích gì? Phụ Hoàng bớt giận, Mục Vô Ngân nói khẩn thiết, Sở Thục Phi đã chết, nhưng Nam Vương Đệ còn sống, ngài quên rồi sao? Nam Vương Đệ năm nay 16 tuổi, đã trở về đại ngụy hai năm, gặp Phụ Hoàng chưa đến 20 lần nhị thần thấy hắn thật thà chịu học, lại ngây thơ không biết quyền thuật, thật sự là đứa trẻ ngoan, nên muốn thay mẹ con hắn giải oan. Mình đức đế hơi sững sờ, nhớ mày. Hoàng đế vẫn luôn xem nhẹ đứa trẻ mục vô hạ, cảm thấy hắn không giống mình, càng khiến hoàng đế nghĩ rằng việc sở tục phi mang thai trước khi đi là vô căn cứ. Nhưng nghe mục vô ngân nói vậy, hoàng đế mới nhớ, phu tử Kiềm thường khen ngợi Nam Vương trước mặt hoàng đế rất nhiều lần nói rằng hắn rất ưu tú, hy vọng hoàng đế chú ý đến hoàng tử này. Hoàng đế đã sai lầm sao? Trong đại điện im lặng rất lâu, cuối cùng hoàng đế nói, được rồi, người lui ra trước đi, việc nhập lễ để chấm suy nghĩ thêm. Dạ, mục vô ngân thở phào nhẹ nhõm, cung kính lui ra, vội vàng nhờ người đưa Nam Vương đến Đông Cung. Hoàng huynh đã giúp ngươi nói lời tốt trước mặt phụ hoàng, người đang suy nghĩ lại về việc đối đãi với ngươi và sở thục phi mục vô ngân vỗ vai mục vô hạ và nói những ngày an nhàn của ngươi sắp đến rồi mục vô hạ hơi ngạc nhiên không ngờ thái tử lại làm như vậy vô thức nhìn đào hoa đứng bên cạnh đào hoa mỉm cười ánh mắt đầy vẻ chấn định rõ ràng đã biết trước mục vô hạ nghĩ rằng nàng đang ở tình cảnh khó khăn dù có quy phục hắn cũng không thể làm được gì không ngờ nàng lại lợi hại như vậy. Mục vô hạ trong lòng bội phục, chắp tay cảm tạ mục vô ngân, đa tạ hoàng huynh. Ôi chao, ngươi là huynh đệ của ta, nói gì cảm ơn. Mục vô ngân nói nhỏ, từ khi ta lên môi thái tử, cảm thấy cô độc vô cùng. Trong các hoàng tử, chỉ có ngươi là có thể thổ lộ tình cảm. Sau này nếu không có việc gì, ngươi hãy đến đông cung chơi, hoàng huynh sẽ giúp ngươi nói tốt trước mặt phụ hoàng. Được, Mục vô hạ gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút lại nói, Hoàng Huynh cũng đừng lúc nào cũng nhắc đến ta trước mặt Phụ Hoàng, người sẽ mất hứng, ảnh hưởng đến Hoàng Huynh thì không tốt. Đúng vậy, chuyện này cần phải nắm bắt đúng mức. Xin cho nô tỳ nói thẳng, đào hoa cười híp mắt, nếu vô duyên vô cớ khen ngợi một người liên tục, chỗ nào cũng không ổn. Điện hạ nếu muốn giúp đỡ Nam Vương gia, không bằng thể hiện rõ những điều hắn am hiểu trước mặt Hoàng thượng, để hoàng thượng vừa thấy nam vương giỏi giang vừa thấy được điện hạ có khả năng khai thác nhân tài làm người lãnh đạo chẳng phải cần biết dùng người tài sao có lý mục vô ngân ngạc nhiên nhìn nàng vui mừng kéo nàng lại gần ngươi sao lại thông minh như vậy mục vô hạ trong lòng giật mình căng thẳng nhìn khương đào hoa sợ nàng bị lộ trước mặt thái tử nhưng đào hoa là ai lớn lên trong hoàng cung triệu quốc giỏi nhất là đoán lòng người và diễn trò nghe mục vô ngân khen ngợi liền đỏ mặt cười, nhẹ nhàng làm nũng. Điện hạ chớ diễu cợt nô tỳ, nô tỳ chỉ học lỏm từ các đại nhân trong thư phòng, bêu xấu mới là. Nếu người xuất thân nhà giàu, từ nhỏ học những thứ này, hiện tại chắc chắn giỏi hơn nhiều đại nhân khác. Mục vô ngân nói, đây chắc là thiên phú đi. Nếu có thể giúp điện hạ, nô tỳ sẽ cố gắng học thêm từ người. Nghe lời này, mục vô ngân cảm thấy thoải mái vô cùng nếu không phải có nam vương ở đây thật muốn ôm người này vào lòng để che chở cung nữ này thật làm cho người ta thích mục vô hạ đột nhiên nói hoàng huynh không bằng cho ta cung nữ này đi sao người cũng muốn dành mục vô ngân cười lập tức kéo đào hoa ra sau thiếu gì ai cũng muốn lấy bảo bối của ta cung nữ này ta muốn giữ bên mình ai cũng không thể lấy mục vô hạ mím môi quan trọng vậy sao cùng nữ này không phải làm việc nặng sao tất nhiên mục vô ngân nhìn hắn cười nói nhưng việc tiễn khách vẫn có thể làm lát nữa ngươi ra ngoài ta sẽ cho nàng tiễn ngươi một đoạn đa tạ hoàng huynh mục vô hạ chắp tay nhìn sâu vào mắt hắn mục vô ngân thở dài vô hạ ngươi còn nhỏ mộng nhi lớn hơn ngươi sau này trở thành trắc phi của ta ngươi còn gọi một tiếng tẩu tẩu làm huynh đệ là được đừng suy nghĩ nhiều Nghe vậy, đào hoa vội vàng khoát tay, điện hạ đùa, nô tỳ chỉ là một kẻ thảo dân, sao dám gọi vương gia là huynh đệ. Công chúa trong cung sẽ tức giận. Liếc nhìn nàng, mục vô ngân cười, sợ gì, đại ngụy của chúng ta không có công chúa, vô hạ cũng không có tỷ tỷ, lén gọi huynh đệ, không ai trách các ngươi. Đại ngụy không có công chúa sao? Đào hoa trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn mục vô ngân, không dám tin hỏi lại đại ngụy chưa từng có công chúa sao? Kể cả đã qua đời. Không có, mục vô ngân cười, phụ hoàng chỉ có bốn hoàng tử, chưa từng có công chúa. Nếu có công chúa sẽ rất quý, tiếc là không ai sinh được cho phụ hoàng. Nếu có, chắc chắn sẽ là hòn ngọc quý trên tay phụ hoàng. Thân thể cứng đờ, đào hoa từ từ quay đầu nhìn mục vô hạ. Không hiểu vì sao, người luôn cho ta cảm giác như tỉ tỷ ta tỷ tỷ ta đã chết rồi. Nếu có thể, ta cũng muốn làm đệ của tỷ tỷ ngươi. Nàng nhớ rất rõ, Nam Vương từng nói mình có một tỷ tỷ. Nhưng bây giờ, Thái tử nói đại ngụy chưa từng có công chúa. Vì sao lại như vậy? Trước mặt nàng như có một cánh cửa bí mật phủ đầy bụi từ lâu, bất ngờ mở ra một lối nhỏ, bụi bay tung tóe khiến nàng ho sặc xua. Sao vậy? Mục vô ngân tò mò nhìn nàng có gì ngạc nhiên vậy sao? Đúng vậy, nô tỳ luôn nghĩ hoàng đế chắc chắn có nhiều công chúa hoàng tử, ai ngờ lại không có công chúa. Rũ mắt, đào hoa cười, nô tỳ lại được lợi. Ha ha, mục vô ngân vỗ vỗ lưng nàng, đi tiễn nam vương đệ xuất cung đi, tiện thể trò chuyện một chút, nếu hai người hợp, ta càng vui. Mục vô hạ gật đầu, đứng dậy cáo từ, đào hoa cũng hành lễ với thái tử rồi dẫn Nam Vương xuất cung. Dọc đường, cả hai đều im lặng, đến khi không còn người xung quanh, Khương Đào Hoa mới nhẹ giọng, Vương gia thật sự thích lễ nghi ngô quốc sao. Mục vô hạ sững sờ, không ngờ câu đầu tiên nàng hỏi lại là điều này, trần trừ gật đầu, đúng vậy, dù sao lớn lên ở ngô quốc, ta đã quen với mọi thứ ở đó. Người cũng quen coi công chúa ngô quốc là chị ruột sao? Đào hoa hỏi, mục vô hạ có chút căng thẳng, nhao tay điều này có gì không ổn đâu dù sao khi ở mô quốc vị công chúa kia rất chiếu cố ta coi như tỷ tỷ cũng là đúng nếu nô tỳ nhớ không lầm đào hoa nhìn hắn cười con tin sẽ không ở trong hoàng cung mà bị giam ở biệt phủ công chúa tuyệt đối sẽ không xuất cung cơ hội gặp khách rất ít làm sao chiếu cố ngài được mục vô hạ mím môi rũ mắt chuyện này sâu xa không cần nói tỉ mỉ Ngươi hỏi làm gì? Nô tỳ chỉ đột nhiên tò mò. Đào hoa nghiêng đầu, thầm tại giã là người như vậy. Tại sao lại không quan tâm ngài mà chọn đẩy ngài lên vị trí cao? Quan hệ giữa ngài và hắn, sao lại kỳ lạ như vậy? Hắn dường như rất kiêng kỵ ngài, còn ngài cũng có chút sợ hắn. Nô tỳ đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Mục vô hạ dừng bước, nhanh chóng đưa tay bịt miệng nàng. Câu mày nói, nữ nhân quá thông minh sống không lâu người muốn sống yên ổn thì đừng nói ra điều này. Đào hoa giật giật mắt, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt hoảng hốt một lúc rồi kiên định đứng lên, lấy tay hắn xuống và nói, được, nô tỳ sẽ không nói gì. Chỉ cần vương gia muốn đi đâu, nô tỳ nhất định sẽ toàn lực dẫn đường. Chương 125 Ánh mắt của mục vô hạ phức tạp, nhìn nàng rất lâu rồi đột nhiên hỏi, người dẫn đường cho ta là vì thầm tại giả hay vì bản thân ta? Đào hoa cười nhẹ, tiếp tục bước tới trước, vương gia muốn nghe sự thật chứ. Tất nhiên, nô tỳ chưa bao giờ làm việc lỗ vốn. Đào hoa nói nhỏ, sở dĩ chọn ngài vì nô tỳ tin tưởng ngài sẽ thành công. Điều này có liên quan chút ít đến thầm tại giả. Mục vô hạ cúi đầu, ánh mắt u ám, quả thật là vậy. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, quả nhiên không ai thực sự coi trọng hắn, chỉ nhờ ánh hào quang của thầm tại giả người làm nên chuyện lớn trên đời này không nói đến tình cảm. Đào hoa quay đầu nhìn hắn, vương gia không cần buồn, hợp tác có lợi cho cả hai bên, mọi người đều theo nhu cầu của mình, đó là đạo lý sống còn. Bản vương không buồn, mục vô hạ đuổi kịp nàng, thản nhiên nói, chỉ cảm thấy rằng con người trên thế gian này chỉ dựa vào lợi ích, thật đáng thất vọng. Đào hoa dừng lại một chút, thở dài, đứa trẻ này tình nghĩa đủ đầy, thực sự không thích hợp dính vào những chuyện bẩn thỉu này đáng tiếc, thân phận của hắn. Khương tỷ tỷ đưa gối cho bản vương cũng vì thầm tại giã sao. Trước mặt là cửa cung, mục vô hạ đột nhiên hỏi. Đào hoa nhún mày, lắc đầu nói tất nhiên là không phải, gối đó là nô tỳ thật lòng muốn ngài ngủ ngon, nên mới đưa. Nét mặt nghiêm nghị bỗng dịu lại, nam vương cười một tiếng, ánh mắt rạng rỡ thế là đủ rồi. Giật mình, Khương đào hoa còn chưa kịp cân nhắc ý tứ bốn chữ đó, Nam Vương đã quay người đi ra cửa cung, bóng lưng tiêu sái mang theo cỗ quật cường nhiệt tình, áo bào phất phơ. Rất nhanh đã biến mất. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ. Đang định quay về Đông Cung, đi qua ngự hoa viên, Khương Đào Hoa lại bất ngờ gặp hai người. Lan Quý Phi với vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm quạt đi tới, thầm tải giã đi bên cạnh, cũng mặt lạnh như tiền. Hai người này thoạt nhìn rất xứng đôi, nhưng không khí giữa họ lại có chút kỳ lạ. Đào Hoa nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng cúi người quỳ bên đường hành lễ, cúi đầu thấp, hy vọng quý phi nương nương không thấy mình. Nhưng trời không chiều lòng người, Lục Chỉ Lan lập tức nhận ra nàng, kinh ngạc dừng bước, nhìn về phía Thẩm Tại Giã bên cạnh. Khuôn mặt Thẩm Tại Giã không lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tiểu cung nữ, không nói gì. Lan quý phi ngỡ ngàng một lúc, phất tay cho người phía sau lui ra, sau đó bước đến đỡ Đào Hoa dậy sao ngươi lại ở đây đào hoa cười nhẹ cúi đầu nói nhỏ chuyện dài lắm nói ngắn gọn nàng leo lên được thái tử bây giờ làm cung nữ ở đông cung thẩm tại giã thản nhiên nói xem ra làm cũng không tệ thái tử nghe lời nàng lục chỉ lan kinh ngạc nhìn khương đào hoa rồi nhìn thẩm tại giã giọng thấp quát các ngươi điên à cung là nơi có thể làm loạn sao nàng nhưng là trong cung ngoài nương nương ra không ai biết nàng thẩm tại giã nhàn nhạt ngắt lời, ngài không nói ra là được. Thật là hoang đường, như nhớ ra điều gì, lục chỉ lan tức đến run cả người, nếu mày nhìn thẩm tại giã, người đưa ta vào cung còn chưa đủ, bây giờ ngay cả nàng cũng không cần. Dù sao nàng cũng là công chúa triệu quốc. Thẩm tại giã nhíu mày, nhìn Khương Đào Hoa, nói nhỏ, đây là quyết định của nàng, vi thần không ngăn được, nương nương hỏi nàng xem công chúa triệu quốc nghĩ thế nào. Nghe cuộc đối thoại này, đào hoa cũng biết từ yến quy không lừa nàng giữa hai người này có nhiều hiểu lầm lan quý phi vẫn còn hận thầm tại giã quyết định của ngươi lục chỉ lan quay đầu nhìn nàng vẻ mặt cực kỳ kỳ lạ các ngươi ở triệu quốc không học tam tòng tứ đức sao bẩm nương nương tự nhiên là phải học đào hoa cười nhìn thầm tại giã đáng tiếc dù nô tỳ học thế nào đi nữa tướng gia cũng không định cho nô tỳ sống vậy nên nô tỳ chỉ có thể tự bảo vệ mình Lan Quý phi ngỡ ngàng hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nhìn thầm Tại Dã, ta còn tưởng hắn tốt bụng không độc ác, không ngờ hắn đối xử với ai cũng như vậy, không xứng đáng có một nữ nhân chi kỳ bên cạnh. Thẩm Tại Dã cười nhẹ, Nương nương hôm nay gọi thần đến chỉ để dạy dỗ, nếu vậy thần xin cáo lui trước. Được, ngươi đi, Lan Quý phi cười lạnh, không muốn giúp Sở Thục phi lật lại bản án, ngươi đi đi. Thẩm Tại Dã sững người, nhìn nàng, Nương nương có cách sao? Vụ án hậu cung là ngoài quyền của thần, hai năm qua thẩm tại giá cũng không tìm được cách nào để lật lại bản án cho Sở Thục phi, nàng thật sự vô tội, là minh đức đế phụ bạc nàng. Quét mắt nhìn hắn, Lan Quý phi cười nhạt, bản cung nếu không có cách, làm sao giữ được thừa tướng đại nhân? Hoàng thượng đã nhắc đến Sở Thục phi với bản cung, chỉ cần tìm cơ hội thích hợp, có thể lật lại bản án. Lời nói của thái tử có tác dụng, lâu lắm rồi, hoàng đế lần đầu nghi ngờ về cái chết của Sở Thục phi nếu có thể gỡ bỏ nút thắt này, lo gì hoàng đế không đối xử tốt với Nam Vương vài phần. Hai vị muốn bàn chuyện lớn, nô tỳ không cần ở đây chứ. Đào hoa cười mắt hí, thái tử vẫn đang chờ nô tỳ ở Đông Cung. Thẩm tại giã cười nhẹ, xem ra ngươi rất biết cách hầu hạ người khác. Đào hoa nhìn hắn, không nói gì. Lục chỉ lan ngỡ ngàng, cao mày nói, khi nào thừa tướng học được cách mở miệng đà thương người. Ngài không phải luôn khéo léo đối đáp sao? đối đáp là để đối nhân, thẩm tại giã cười nhẹ, đối với những thứ khác, không cần tốn nhiều tâm tư. Nhìn hắn, miệng thật sự lưu loát, Khương Đào Hoa khẽ cười, vẫn cúi đầu im lặng. Nhìn hai người này, Lan Quý Phi nhíu mày, các người muốn ẩm ý thế nào cũng được, nhưng tình huống hiện tại chỉ có chúng ta ba bên hợp tác mới thành công, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Đào Hoa hiện tại rất quan trọng, người đắc tội nàng, nếu có chuyện xấu xảy ra, đừng trách người khác. Nương nương muốn nàng làm gì? thẩm tại giã thản nhiên nói, quyến rũ thái tử, để thái tử giúp đỡ Nam Vương. Điều này không cần tướng ra nhắc nhở, cuối cùng tìm được cơ hội, đào hoa cười nói, nô tỳ đã làm vậy, nếu không thái tử sẽ không nói những lời tốt về Nam Vương trước mặt thánh thượng. Ánh mắt thầm tại giã thâm trầm hơn, bước lên một bước khiến nàng lùi lại nửa bước, người rất rành rẽ việc này nhỉ. Dù sao cũng là học mỹ thuật từ nhỏ, đào hoa ngước mắt nhìn hắn cười, ra cũng biết nữ từ triệu quốc đều bẩn, có gì lạ đâu. Khương đào hoa, thầm tại giã nheo mắt, nói nhiều những lời này, không có lợi cho ngươi đâu. Như thể nếu nô tỳ không nói những điều này, tướng gia sẽ đối xử nhẹ nhàng với nô tỳ. Nhếch miệng cười, mắt nàng đầy trào phúng, ngài cứ bình tĩnh nghe quý phi nương nương sắp xếp đi, đừng làm hỏng việc lớn. Trước mắt như một trận đao kiếm lóe sáng, lan quý phi trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu thấy con nữ nhân dám gây gổ với thầm tại giã, kỳ lạ hơn, thầm tại giã còn chưa chắc thắng. Thật sự như gặp quỷ, trước kia hắn ghét nhất là tranh luận với nữ nhân mà. Các ngươi chờ một chút, lục chỉ lan tiến lên ngăn cản hai người, cao mày nói có gì đáng để ẩm ý. Nếu mục đích của họ đã nhất trí, Khương Đào Hoa làm cũng là chuyện tốt, thầm tại giã rốt cuộc giận cái gì. Hai người từ từ bình tĩnh lại, thầm tại giã hạ mắt, không có gì đáng ẩm ý, tiếp tục thương lượng sắp xếp đi. Khương Đào Hoa cười, nhị vị cứ phân phó, nô tỳ sẽ làm theo. Lan Quý Phi nhìn hai người này với ánh mắt kỳ lạ vài lần, dẫn họ đến lương đình trong ngự hoa viên, nói nhỏ một hồi. Thẩm tải giã nghiêm mặt nghe xong, thản nhiên nói, ngoại trừ việc ở Đông Cung có chút vấn đề, còn lại đều có mười phần chắc chắn. Đào Hoa liếc nhìn, nếu thừa tướng không tin nô tỳ, vậy đổi người khác làm. Người đang uy hiếp ta, thẩm tải giã cười lạnh, ngươi thật sự nghĩ vào đông cung là giỏi. Chưa trải qua thủ đoạn trong cung, dám nói bừa, đến lúc đó chết cũng không biết tại đâu. Cảm ơn tướng gia quan tâm, đào hoa nói, nô tỳ sẽ chết trước ngài. Thẩm tại giã hơi sững sờ, định nhíu mày, lại nghe nàng nói, dù sao nô tỳ không phải là rùa, sống không lâu như vậy. Thẩm tại giã, ý nàng là, hắn là đầu rùa. Chào ôi, các ngươi làm gì vậy? Lục Chỉ Lan giờ khóc giờ cười, có chuyện gì nói đàng hoàng. Sao mới nói hai câu đã dương cung bạt kiếm, đời trước có thủ hoán à? Hơn phân nửa là có thủ hoán. Đào Hoa đỏ mắt nhìn thầm tại dã, đời trước ta chắc chắn ở mộ tổ tiên hắn thả pháo hoa nhảy múa, nếu không đời này lấy đâu ra món nợ lớn như vậy? Thầm tại dã há miệng, ánh mắt rơi vào mặt nàng, dừng lại một chút nhưng không phản bác nữa. Lan Quý Phi thở dài nói, được rồi nếu hai người các ngươi đều thấy sắp xếp này không có vấn đề thì cứ vậy mà làm chúng ta không thể ngồi cùng nhau quá lâu ai làm việc nấy đi vì chuyện lần này tất cả tạm thời bỏ qua thành kiến hỗ trợ lẫn nhau thế giới này thật hiếm thấy nàng vốn là người có tính tình kỳ lạ nhất cần người khuyên bảo nhất nhưng gặp hai người này nàng lại không tự chủ trở thành người khuyên nhủ có thể thấy họ kỳ lạ thế nào thật như một đoàn lửa và một khối băng không thể hòa hợp Khương Đào Hoa đứng dậy, cười dịu dàng hành lễ, nô tỳ xin cáo lui trước. Thẩm Tại Giã cũng đứng dậy, vi thần cáo lui. Lan Quý Phi gật đầu, nhìn hai người đồng thời xoay người, một đi về bên trái, một đi về bên phải, không quay đầu lại. Lần đầu tiên nàng thấy Thẩm Tại Giã trực tiếp bày tỏ sự khó chịu với ai đó, cũng là lần đầu tiên thấy có người dám đối đầu với hắn. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn